Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tổ chức hội thảo giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn. Dự hội thảo có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Hiện nay, tỉnh Cà Mau có hơn 63,75% hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế, hơn 88,5% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. Bình quân hàng năm, hội vận động mới được khoảng 9.000 hộ thực hiện đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Tại hội thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trình bày dự thảo đề án xây dựng gia đình 3 sạch, thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn Cà Mau. Đề án dự kiến triển khai tại 5 xã của 3 huyện gồm Ngọc Hiển, Trần Văn Thời và U Minh trong thời gian 3 năm. Với những mục tiêu kế hoạch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đưa ra, các đại biểu cùng thảo luận đánh giá, làm rõ sự cần thiết của việc đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường đối với phụ nữ và trẻ em, cũng như tầm quan trọng của nước, vệ sinh đối với sự phát triển kinh tế, sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội của Việt Nam. Đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân về nước sạch, vệ sinh môi trường, có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao vai trò các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tuyên truyền, hỗ trợ để người dân tiếp cận được nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và gắn nhiệm vụ này vào các nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp tục với những thông tin kinh tế khác, hiện nay bà con nông dân huyện Trần Văn Thời đang bước vào mùa thu hoạch cá đồng tự nhiên. Nhờ giá cả ổn định nên người dân có thêm một khoản thu nhập khá từ nguồn lợi thủy sản này. Theo người dân, thời gian qua, do khai thác chưa đi đôi với bảo vệ nên nguồn lợi cá đồng ngoài tự nhiên ngày càng sụt giảm. Tuy sản lượng giảm hơn so với trước, nhưng hiện nay một số hộ dân ở các xã Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời vẫn còn thu nhập khá ổn định từ nguồn lợi cá đồng tự nhiên. Thời điểm này, người dân đang tắt đìa hoặc dùng lưới chụp đìa để thu hoạch cá. Thì trước kia thì cá đồng thì nó cũng nhiều mà sao mà làm thằng nông sau này thì nó cũng dở chứ không được nhiều như mỗi năm mấy năm trước. Ở địa phương mình thì có người thì cũng 8-9 triệu, chục triệu, 5-6 triệu gì cũng có, cũng tùy theo miếng đất. Cũng đỡ cho bà con mình lắm anh. Ví dụ sáng nước cái mình đi chợ cái mình kiếm vài ký cá rồi với mấy chục dừa rồi đó. Rồi tới hạn này cái mình chụp lại nữa. Hiện tại, giá cả và đầu ra cá đồng khá ổn định, trong đó cá lóc loại 1 có giá 90.000 đồng một ký, cá thắt lát 70.000 đồng một ký, còn lại các loại khác từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một ký. Nhờ thu hoạch khá và đầu ra ổn định nên những năm gần đây, nhiều hộ đã có ý thức khoanh nuôi và bảo vệ nguồn lợi cá đồng tự nhiên nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình. Người dân chọn cá đúng kích cỡ và trọng lượng mới đem bán cho thương lái. Cá nhỏ được thả lại làm cá giống, đến mùa sau mới thu hoạch. Ngoài ra, thời gian gần đây, các ngành liên quan và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ, không bắt cá non vào đầu mùa mưa và không dùng hóa chất hoặc xung điện để khai thác theo kiểu tận diệt, nhằm duy trì và ổn định nguồn lợi cá đồng tự nhiên, từng bước khôi phục nguồn lợi thủy sản này. Nhằm nâng cao hiệu quả của việc sản xuất muối, mới đây, huyện Đầm Dơi đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận hỗ trợ bạc trải làm muối sạch cho 10 hộ diêm dân, mỗi hộ được 1.100 m² bạc trải. Đến nay, tổng diện tích muối của huyện Đầm Dơi được quy hoạch với 135 ha với 55 hộ, tập trung ở ấp Lương Hoa Thanh, xã Tân Thuận. Hiện công tác quản lý nhà nước về muối luôn được quan tâm, các cơ chế chính sách hỗ trợ về muối đã được triển khai kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất ngày càng hiệu quả hơn. Sản phẩm muối trắng Tân Thuận Đầm Dơi cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đây không chỉ là công cụ pháp lý quan trọng giúp bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao giá trị hạt muối để đời sống của người làm muối được ổn định hơn.
Đến nay, huyện Ngọc Hiển có 17 sản phẩm đặc sản truyền thống được công nhận đạt chuẩn 3 sao OCOP. Từ khi được công nhận, lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường tăng lên từ 20 đến 30% so với trước. Cá biệt, có một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ tăng gần 50%. Trong đó, nhiều sản phẩm được tiêu thụ mạnh, đơn hàng tăng cao như tôm khô biển, tôm khô vuông, bánh phồng tôm, bánh phồng cua, đũa đước. Sản lượng thị trường tiêu thụ mở rộng, giúp chủ thể tăng doanh thu, mạnh dạn đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện tại, các sản phẩm OCOP của huyện đáp ứng những tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp siêu thị lớn đã đặt hàng, đưa vào hệ thống phân phối tiêu thụ ổn định. Năm nay, Ngọc Hiển phấn đấu nâng cấp một số sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao, tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm về bao bì, nhãn mác, hỗ trợ máy móc thiết bị, quảng bá sản phẩm cho chủ thể, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm đặc sản và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau lần thứ 3 năm 2023 cho toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thông qua cuộc thi là dịp để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng như bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Tác phẩm dự thi thuộc một trong các loại hình tạp chí, báo, báo in hoặc điện tử, phát thanh truyền hình, video clip. Theo ban tổ chức, bài dự thi không vi phạm luật báo chí, luật sở hữu trí tuệ, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, các quy định khác của pháp luật. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023. Công an huyện Đầm Dơi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip, đồng thời thu thập các giấy tờ có liên quan cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Đầm Dơi đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho các trường hợp đủ điều kiện với 151.000 thẻ căn cước công dân, thu nhận hơn 31.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là điều kiện cần thiết để công dân thực hiện giao dịch hành chính dân sự, nhất là khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng. Do đó, mọi công dân đến độ tuổi cần khẩn trương đến cơ quan công an huyện để làm căn cước công dân gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Chiều hôm qua, công ty Honda Nam Bình kết hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trần Văn Thời tổ chức đổi mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân khi tham gia giao thông. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu hồi và đổi 50 mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho những người tham gia giao thông. Ngoài ra, tuyên truyền đến người dân về tác hại của việc đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng khi tham gia giao thông. Theo đó, khuyến cáo người dân tuyên truyền nhắc nhở người thân và gia đình quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm chất lượng nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của 3 khối lớp này. Các cá nhân tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định sách giáo khoa, đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục. Hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm số lượng bản mẫu, thuyết minh về bản mẫu, mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng, quá trình kết quả thực hiện. Cùng với đó là nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên, bản phân phối chương trình. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa dưới lớp 5 là từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Lớp 9 từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2023. Lớp 12 từ 20 tháng 6 đến hết 26 tháng 6 năm 2023. Tiếp tục thực hiện tiêu chí về trường học trong xây dựng nông thôn mới, xã Tân Duyệt cùng với các điểm trường giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư cho những trường đang xuống cấp. Kết quả mang lại không chỉ là niềm vui của thầy và trò trong mỗi ngày lên lớp, mà còn góp phần cùng với địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về trường học. Từ học kỳ 2 năm học 2022-2023, tiết học thư viện đã được đưa vào thời khóa biểu, giúp mỗi học sinh tại trường tiểu học Tân Hồng, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi có những giờ đọc sách bổ ích.
hơn 2.000 đầu sách phù hợp độ tuổi, phòng đọc thân thiện, thoáng mát. Các em đến và say mê tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Phòng học mới khang trang là món quà ý nghĩa khi nhà trường được đầu tư nâng cấp, giúp học sinh có thêm góc học tập thú vị, giúp cán bộ thư viện cũng có đủ điều kiện để ươm mầm văn hóa đọc cho các em. Ngoài phòng đọc của thư viện, hai dãy phòng mới gồm hơn 10 phòng chức năng như âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh cũng được đầu tư cơ sở vật chất hướng đến giữ chuẩn khi được công nhận lại. Học kỳ 1 thì không có thư viện đọc, nhưng mà trước khi là học kỳ 2 thì có thư viện để chúng ta đọc và càng là vui hơn. Con mong muốn là được đọc sách ở đây rất nhiều để con biết kiến thức nhiều hơn. Tình trạng thiếu phòng học tại trường tiểu học Tân Hồng đã được khắc phục vào học kỳ 2 năm học này. Hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 2 tháng nay, công trình nâng cấp giúp việc học của 470 học sinh ở 20 lớp của nhà trường ổn định hơn. Thì mình thấy thì nó phấn khởi hơn rồi đó. Yeah. Rồi thì mình có tinh thần hơn. Còn lúc mà nó chưa đầy đủ thì mình thấy nó hơi như là hơi gò bó, hơi chật chội hơn vậy đó, mình thấy nó hơi như bị thiếu. Cũng thoải mái, nó cũng vui vẻ hơn, nó cũng ham học hơn. Trước đây, thiếu các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị là tình trạng của trường tiểu học Tân Duyệt. Năm 2022, nhà trường được đầu tư gần 15 tỷ đồng để xây dựng thêm 15 phòng học và trang bị hệ thống máy tính. Đây là cơ sở để nhà trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện tiêu chí về trường học trong xây dựng nông thôn mới của xã Tân Duyệt. Phòng học đầy đủ, rồi đầy đủ các phòng chức năng, tạo điều kiện rất là thuận lợi cho việc dạy và học của thầy và trò của nhà trường. Rồi có các cái trang thiết bị rất là hiện đại, rồi đầy đủ cho các em để đảm bảo theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Và cũng theo ý kiến thì để góp phần cho cái xã đạt chuẩn nông thôn mới thì nhà trường cũng sẽ cố gắng hết sức để được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong cái quý 1 năm 2023. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư mang tính lâu dài giúp học sinh phát triển toàn diện hơn. Những ngôi trường khang trang dần được xây dựng cũng hướng đến mục tiêu đó, giúp các em có môi trường học tập thuận lợi, giảm dần khoảng cách thành thị với nông thôn. Ngoài góp phần thực hiện tiêu chí về trường học trong xây dựng nông thôn mới, những công trình trên cũng mang lợi ích thiết thực cho thế hệ tương lai. Bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.